cái nguyên đơn ác tính và cái nguyên đơn nhiễm trùng. Bên cạnh đó là xét nghiệm về một số loại. So the definition of immunomodulation versus immunosuppression. The traditional definition of immunomodulation is the ability to alter immune function from its current state of activity without cytotoxic activity or bone marrow suppression. So it's therapeutic interference with the immune system, and that's typically what we're talking about in immunomodulation. Immunosuppression involves the ability to alter the immune system through direct cytotoxic activity or bone marrow suppression. And immunosuppression leads to immunomodulation as a secondary effect. Ở đây thì tôi xin đưa ra hai khái niệm để mà mình phân biệt. Thứ nhất là điều ngoài miễn dịch, thứ hai là ức chế miễn dịch. Thì điều ngoài miễn dịch đó là chúng ta sẽ là thay đổi cái chức năng miễn dịch để mà thay đổi cái hoạt động của cái hệ miễn dịch mà không có gây độc tính cho tế bào và không có gây ức chế tủy xương. Còn đối với lại cái ức chế miễn dịch thì là nó sẽ tác động lên cái hệ miễn dịch và gây ra cái độc tính tên tế bào trực tiếp hoặc là nó gây ức chế tủy xương. Và cái dùng ức chế miễn dịch thì nó có thể có cái tác dụng thứ khác đó là điều ngoài miễn dịch. So most uveitis patients who require immunomodulatory therapy or IMT do not require immunosuppression, but severe cases do. Thì vậy hầu hết các bệnh nhân khi mà màu đào á mà cần phải dùng cái thuốc điều hòa miễn dịch thì không cần phải ức chế miễn dịch, nhưng mà trong trường hợp nặng thì chúng ta phải có ức chế miễn dịch luôn. So which types of uveitis patients requires immunomodulatory therapy? And general principles are: if patients are on high-dose steroids for a long time, and the number that we typically talk about is more than 20 milligrams of prednisone for more than 3 months. If there's an inability to reduce the steroid dosage without the uveitis recurrence, so if you think about the 9-year-old we talked about previously, we couldn't get him below 35 milligrams without the uveitis coming back. Or if there are side effects from local or oral therapy limiting the use of drugs, so that can be something like severe steroid response glaucoma, or it could be hard to control blood sugars. And then certain diagnoses require immunomodulatory therapy at presentation. And we touched on a few of those, so things like Behçet's, birdshot, we would move straight to immunomodulatory therapy. Vậy trong những cái viêm màng màu đào nào thì cần phải điều trị cái điều ngoài miễn dịch? Thì cái nguyên tắc chính là khi mà bệnh nhân phải dùng steroid liều cao trong một khoảng thời gian dài, đó là dùng những cái prednisone trên 20mg trong vòng hơn 3 tháng. Ví dụ như là cái em bé hồi nãy là mình dùng cái liều cao, hay là cái người bệnh nhân mình không có giảm cái liều steroid xuống thấp được. Ví dụ như em bé hồi nãy là không có thể giảm cái liều xuống là dưới 35mg một ngày được. Tiếp theo đó là nếu mà mình sợ có tác dụng phụ cho cái steroid tại chỗ hay là toàn thân mà nó làm hạn chế tác dụng của thuốc, ví dụ như mình dùng steroid có thể là ảnh hưởng là tăng nhãn áp hoặc là ảnh hưởng đến đường huyết. Thứ tư là có một số cái bệnh là cần phải dùng điều hòa miễn dịch ngay từ đầu, ví dụ như là sốt hay là Behçet. Okay, so the Sun Working Group also has some help and some guidance on how we grade treatment response. The caveat I would give for this is that it's very important for clinical trials to help decide whether a new treatment is effective or not. It's a little bit less useful for clinical practice. And the reason for that we'll go over. So worsening activity and improved activity in the Sun Working Group criteria involve a two-step increase or decrease in inflammation. So say you go from 0 cell to 2+ cell, that's worsening according to the Sun Working Group, and certainly for a clinical trial is important. But in your clinical practice, you're not usually going to wait until someone goes from 0 to 1+ and 2+ before you decide they need more therapy. Whereas in a clinical trial setting, you don't want that the provider to be over-treating the patient before you know that the whatever intervention you're using is not working. Đây là cái bảng phân độ đáp ứng điều trị của bệnh nhân của cái Sun Working Group. Thì đây là nó là một cái bảng đó mà người ta rất là hay dùng trong những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Nhưng mà trong thực tế trên lâm sàng thì là khó ứng dụng. Bởi vì sao thì đưa ra ví dụ là đây chúng ta có hai cái mức đáp ứng, đó là cái bệnh diễn tiến cải thiện
So this is a paper from the Focus Initiative, which offers some guidance on how to decide when to use immunoglobulin for therapy, and it's a very useful paper. We've got some tables from there, and I really encourage you to look it up if you have additional curiosity about this stuff. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta nói về cái tiếp khi mình biết được khi nào chúng ta nên bắt đầu điều trị bằng cái liệu pháp là miễn dịch thì chúng ta có thể đây là tên bài báo mà có thể tìm được. So here are some indications for initiating systemic therapy. So if there's sight-threatening disease, we won't go through all of these things, but if there's posterior and macular involvement, if they're not responding to the current level of treatment, if there's intolerance of steroids, so again, if there's side effects like uncontrolled intraocular pressure, if there's uncontrolled hypertension or blood pressure, or blood sugar, sorry. If you see severe vitreous haze, typically, going towards the bottom of the table, people who have poor vision on presentation, who have more posterior disease, more severe disease, you're going to have a lower threshold for using the immunoglobulin therapy. Thì đây là cái bảng mà người ta theo những chỉ định để mà mình bắt đầu dùng cái điều trị toàn thân. Thì tôi nêu một số ý chính, ví dụ như là bệnh nhân bị viêm ở cái bán cực sâu, ở cái cực sâu hay là vùng hoàng điểm, bệnh nhân còn bị cái bệnh làm hạ giảm thị lực rất là nhiều, hay là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nặng mà có những yếu tố tiên lượng xấu, ví dụ như là ngay từ đầu thì bệnh nhân đã thấp rồi, bệnh nhân viêm màng bầu đạo sâu, bệnh nhân có những cái biến chứng như là glaucoma vân vân. And then these are additional considerations for the management of patients with an inadequate response. And the key thing is that first point to consider, and that's just to consider the differential diagnosis. So whenever you're in a situation clinically where the patient's not responding to whatever your treatment plan was, always just reconsider the differential. Step back and think about whether you've got the diagnosis right to begin with and whether your approach is the correct approach. And if you go through that and you think that you are still on the right track, then consider escalating the dose of the current therapy, consider switching to a different agent, consider if it's, say, if a patient with bilateral disease and just one eye is flaring, think about local therapy for that eye. Think about non-medical therapy like vitrectomy, if it's appropriate. And the bottom is also very important in that all these treatments should be individualized based on the patient that's occurring. Và cái những cái bước mà tiếp cận điều trị thì đối với lại cái người bệnh nhân mà không có đáp ứng với lại thuốc điều hòa miễn dịch bản thân thì lúc đó là chúng ta cần làm cái bước sau đầu tiên là mình phải xem coi mình chẩn đoán những cái gì đó không biệt và kiểm tra mình cũng không phải xem coi liệu có thể làm chẩn đoán khác hay không. Thứ hai là mình có thể tăng liều đang điều trị. Thứ ba là mình có thể chuyển đổi sang một cái thuốc khác và sau đó mình có thể chuyển đổi cái đường dùng, ví dụ như là đang là tại chỗ mình có thể dùng được bản thân hay là dùng những cái phương pháp về hệ sinh học. Và chúng ta luôn nhớ là khi mà điều trị thì là phải cá thể hóa dựa trên cái bệnh sử, nguyên nhân và cái những cái điều kiện của bệnh nhân. Kind of goes over the evidence level and the anatomic location of the various agents and what type of DPIs they've been shown to be helpful for. And the key, I would basically just use it as a reference. Methotrexate has been shown to be slightly more effective for anterior DPIs than posterior DPIs as a general rule. Beyond that, I would just look at this when you're thinking about using one of these agents. It will give you some guidance. Còn cái bảng này là cái bảng mà người ta sẽ cho mình thấy được cái hiệu quả
going into the biologics and the different classes of biologics. Then when we talk about immunomodulatory therapy, UBI patients are typically younger than a lot of retina patients, and so pregnancy is always something to talk about with both male and female patients of childbearing age. It can be helpful to have some insight from an OBGYN if either male or female they do need to talk to an OBGYN if they're planning to get pregnant. Immunomodulatory therapy must be carefully selected if it's indicated. Typically, we prefer local therapy if the patient will be inactive on local therapy. This is another paper that was helpful for helping decide which drugs to use in pregnancy. So the thing to keep in mind is that steroids are considered safe in pregnancy, so you can use systemic steroids. Tacrolimus, cyclosporine, and azathioprine are the primary immunomodulatory drugs that can be used in pregnancy. Drugs to avoid in pregnancy, cyclosporin is a toxic and is toxic to the fetus. Methotrexate is used to treat ectopic pregnancies and is clearly not appropriate in pregnancy. Mycophenolate and metoclopramide are also appropriate. Và đây là một số thuốc mà cần phải tránh khi mà bệnh nhân đang có thai, dự sinh lúc sau, chất xáo, như không phải đi lại v.v. Cho nên có một cái rất là tiếp theo chất xáo đầu tiên để dùng điều trị mấy bệnh là dị ứng như cơ thể để làm trong quá trình có thai kỳ thì nó không đúng. Neoplastic risk. The other thing that patients will often ask about when you're talking about immunomodulatory therapy is what's driving the risk of cancer, because they might look that up. The site studies, which are a group of papers that came out that pulled data from the five largest uveitis referral centers in the US and looked at outcomes of people on immunosuppression, immunomodulation, are very helpful references in the context of uveitis. So we'll go through that data. Thì có cái nghiên cứu sai là thực hiện ở trong cái trung tâm về viêm mạc não lớn ở Mỹ thì đưa ra một số cái khuyến cáo cho chúng ta. So this is a paper that came out actually that was written by one of the fellows after me about clinical trials in non-infectious uveitis, and this has some useful tables about that summarize the findings of the site's cohort studies. So basically what they found was that people using most immunomodulatory agents had similar overall and cancer-related mortality compared to people who were not exposed to immunomodulation. The primary difference was in people who were put on cytoxin or Ambisil, which are cytotoxic agents. They're known to increase the risk of cancer. And then they did increase the risk of cancer and infection in this population. Thì ở đây chúng ta mới đây là các bạn thì tóm tắt lại về cái yếu tố nguy cơ ác tính. Thì cái nghiên cứu này kết luận người ta đưa ra rằng đó là cái tỷ lệ mà tử vong mà do ung thư giữa cái nhóm mà dùng thuốc điều hòa miễn dịch và nhóm không dùng thuốc điều hòa miễn dịch là như nhau. Tuy nhiên có cái người bệnh nhân mà dùng cái thuốc mà gây cơ chế và gây động tế bào ví dụ như là cytosan, cytophosphamid thì là cái nhóm mà động tế bào ví dụ như là tacrolimus hay là cyclosporin thì đó thì là nó có cái nguy cơ mà nó gây cái tỷ lệ ác tính hơi cao hơn so với lại cái những cái người công việc của cuộc đó.
bottom there, the other thing that you'll see is that use of immunomodulatory therapy did achieve sustained control of inflammation in the majority of patients. That said, you still have, you know, 30 to 40% of patients that still have active inflammation on a single agent. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta dùng cái thuốc này thì là nó làm giảm cái tình lại giảm cái tình trạng viêm rất là đáng kể. Tuy nhiên khoảng 1/3 bệnh nhân khi ngay cả khi dùng thuốc điều hòa miễn dịch thì nó vẫn không có làm cải thiện tình trạng viêm của bệnh nhân. Site data again suggests no significant increased risk in uveitis patients with the use of anti-metabolites, T-cell inhibitors, interferon, or rituximab. Site data does suggest an increased risk of infection with the combination of an anti-metabolite and methotrexate with a T-cell inhibitor like the cyclosporin. They do see an increased risk of infection with TNF-alpha blockers like infliximab, and they do see an increased risk of infection with alkylating agents like cefoxib. Về cái nguy cơ bị nhiễm trùng á thì là người ta nhận thấy là lúc khi bệnh nhân mà bị viêm gan hay là lao á mà điều trị cái thuốc điều hòa miễn dịch thì cái bệnh diễn tiến nó sẽ xấu hơn, cho nên trước khi điều trị điều hòa miễn dịch thì chúng ta cần phải loại trừ hai bệnh đó. Và cái nghiên cứu đó người ta thấy là khi mà dùng cái loại thuốc sau thì nó không có làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nó cũng giống chuyển hóa cơ chế tế bào T interferon và rituximab, và nó người ta cho thấy là cái nguy cơ nhiễm trùng nó sẽ tăng lên khi mà chúng ta dùng phối hợp cái thuốc chuyển hóa và ức chế tế bào T, cho nên dùng đơn lẻ còn sau kết hợp thì nó sẽ làm tăng nguy cơ. Và bên cạnh đó dùng thuốc TNF alpha blocker hay là những cái chất anti hóa cũng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. So the general classes of immunomodulatory agents, the anti-metabolites are methotrexate, CellCept, and azathioprine. The T-cell inhibitors are cyclosporin, tacrolimus, and sirolimus. The alkylating agents are cyclophosphamide and chlorambucil. The biologics, the majority of them are the anti-TNF agents, so infliximab, adalimumab, etanercept, sertralizumab, and golimumab. And there's actually been some data to suggest that one TNF agent is not like another, so people in the UVS community generally think that infliximab and adalimumab are more effective for UVS than etanercept is. There's the anti-IL-1 agent, infliximab, and the IL-2, which is pertuzumab, which is compelling data for UVS, and the anti-IL-6, which is tocilizumab, which is still, the data is emerging for that. The IL-6 is thought to be the primary mediator of inflammation in the eye based on the work that Bob Musulat did in the lab. And so that's, people are hoping for more and more specific therapies with fewer side effects, which I think is overall moving forward. Đây là một số cái nhóm thuốc chính trong cái nhóm thuốc điều hòa miễn dịch. Thứ nhất là nhóm trong chuyển hóa thì nên có nhóm sát, sơ xét và zanthoprim. Nhóm mà ức chế tế bào T như là cyclosporin, tacrolimus. Nhóm thuốc anti hóa như là cyclophosphamide hay là chlorambucil, và nhóm tế bào sinh học như là anti TNF là cái nhóm mà mình thường sử dụng nhất. Thì cái nhóm này là nó tùy theo loại thuốc mà nó sẽ có tác dụng khác nhau. Thì người ta thấy là cái infliximab với lại cái adalimumab thì là nó có cái hiệu quả là tốt hơn những cái anti TNF còn lại. Còn đối với những cái mà IL-1, IL-2, IL-6 thì những cái đó là vẫn còn đang nghiên cứu, thì người ta dựa trên số cái cơ chế, ví dụ như là tới cái IL-6 là cái chất điều hòa phản ứng viêm mà có nhiều nhất trong mắt có thể chạy viêm, nên gọi là khi đưa cái anti IL-6 hay là những cái gen còn lại thì nó sẽ giúp làm giảm cái tình trạng viêm. Initially, I'm afraid agents is typically an anti-metabolite or a T-cell inhibitor. There are a few indications to go straight to biological cytotoxic therapy, so the reasons would be severe
Cytotoxic therapy definitely increases the risk of secondary neoplasm infection. It's also considerably cheaper than biologic therapy, so there are settings in which I'll have patients who come in with severe posterior disease and they can't afford to get biologic therapy, and so a lot of them start on cytotoxic therapy. Như vậy, khi mà chúng ta dùng cái điều hòa miễn dịch, thì cái thuốc đầu tay chúng ta nên dùng là thuốc nào? Thì thông thường đó là chúng ta sẽ khởi động với lại thuốc chống chuyển hóa hoặc là thiết chế T1T. Một số trường hợp chỉ định mà chúng ta dùng thẳng thiết chế sọc sinh học hoặc thuốc đầu tế bào là trong những trường hợp sau, đó là cái niêm mạc của đầu sau nặng kháng trị làm giảm thị lực thì và thứ hai là cái bệnh Behçet, thì ta thấy là cái NPC map là rất là có hiệu quả đối với bệnh Behçet. Đối với lại những cái thuốc mà thuốc đầu tế bào thì nó sẽ làm tăng nguy cơ ác tính, tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhưng mà thuốc nó rẻ hơn, cho nên trong một số trường hợp đó, so here's a case presentation. Just talk, help us kind of go through the reasoning and how tough these patients can be sometimes. So he's a 27-year-old African American male presenting with decreased vision for several weeks. He's referred by an optometrist. The vision was 20/20 at initial presentation. He's found to have bilateral posterior uveitis. He was started on oral steroids and developed a steroid response called glaucoma for about 2 months on oral steroids. Đây là một cái ca lâm sàng là bệnh nhân nam, người gốc người Mỹ gốc Phi, 27 tuổi, đã giảm thị lực từ khoảng vài tuần nay rồi. Thị lực hai mắt là 10/10 và khám thì là thấy viêm mạc của đầu sau hai mắt và bệnh nhân được khởi động qua cái thuốc steroid bú. Sau khi mà dùng thuốc steroid bú khoảng 2 tháng thì bắt đầu là bị glaucoma. So the next steps we thought about were initiating steroid sparing therapy. So we started him on methotrexate and we initiated treatment for his IOPs and started him on concomitant. Bởi vì cái biến chứng đó cho nên là người ta đang có So unfortunately he's young and he works and he had poor compliance with both follow up and therapy for the last several years. Tuy nhiên bệnh nhân thì lại không có tiến tái khám thường xuyên và không tuân thủ điều trị do cái bệnh đặc biệt của mình. So in October of 2015, his vision was 20/70, and the right eye was marked CME, and in 2020 he left eye, and you can see the OCTs there. This is his angiogram from that period of time. So you do see this sort of this diffuse outer retinal vascular leakage here. That's in both eyes. You can see the disc leaking as well. Over the next 4 years, he had continued intermittent following with compliance. His disease continued to get worse. We added CellCept, some mycophenolate. He had continued activity. We started him on Rituxan. We increased his prednisone dosage. We even enrolled him in a clinical trial. And despite all that, he had persistent activity. And he lost his vision. He ended up losing his job and had to go on disability. Và cái diễn tiến bệnh đó là trong vòng 4 năm sau đó thì là bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và bệnh nhân bắt đầu tuân thủ điều trị. Tuy nhiên cái bệnh nó thì vẫn diễn tiến nặng hơn. Sự kết hợp theo xem xét thì bệnh nhân nhưng mà bệnh thì vẫn diễn tiến. Sau đó thì cho bệnh nhân dùng là rituxan và tăng liều cortisone và sau đó đưa bệnh nhân vào một cái nghiên cứu nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên do cái bệnh diễn tiến như vậy đó thì bệnh nhân bị thất nghiệp và So this is a
couple of months ago, his vision was 2200 in the right eye, 2100 in the left eye. In the left eye, if we're thinking about vitreous haze, you can see the nerve, you can see the vessels, there is definitely some blurring of the nerve, so this would be about 2 plus, maybe just below 2 plus vitreous haze. Đây là cái hình chụp phân lớp mắt trái thì mình sẽ thấy là mình rất là đánh giá cái haze dịch kính đó, thì mình thấy là vẫn thấy được cay thị, vẫn thấy được mạch máu nó hơi mờ, thì cái này haze đánh giá là 2+. And this is his OCT, so you can see the vitreous cell, you can also see the loss of outer segments. So from here on, we see the right side outer segments. You see some subretinal fluid and hyperreflective material. There's a loss of outer segments here. So it certainly explains the 2200 vision because he has a definite damage to his neurosensory retina. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này có cái cell ở trong cái dịch kính và bên cạnh đó là có tụ dịch ở ngay dưới cái vùng hoàng điểm và có cái phù ở ngay cái võng mạc trên đó lên nó chạy và có cái mất ở cái vùng outer segment cho nên là cái này nó giải thích vì sao thì bệnh nhân chỉ có 2/10. This is his FA, which shows diffuse subretinal leakage, his disc is leaking, the vessels are also leaking. Similar picture, maybe more severe in the left eye. Và đây là cái mắt trái, chúng ta thấy hình ảnh tương tự như vậy và cái mức độ nặng hơn so với mắt phải. So the next steps, he's a difficult patient, a difficult case with progressive disease despite significant degradation. There are somewhat limited options because he's not always good about following up and complying, and at this point he doesn't have insurance. We were hoping to get him a charitable adalimumab, and we're having trouble getting him to enroll in the free program. So we're hoping to get him in another clinical trial. And with these type of patients, it really has to be a team effort. We've got to try to help the patients help themselves. Vậy cái bước tiếp theo là gì? Đây là một trường hợp mà khó bởi vì bệnh diễn biến nó nặng hơn mặc dù là mình đã điều trị hết sức có thể rồi. Bên cạnh đó thì là bệnh nhân cũng không có phương pháp điều trị lắm và bệnh nhân cũng không đi đó bảo hiểm bệnh nhân dùng cũng không có trả cho những cái thuốc đó. Cho nên là cái điều chúng tôi hy vọng đó là có thể cho bệnh nhân dùng cái adalimumab mà được tài trợ nhưng mà không có đưa bệnh nhân vô cái chương trình có được và có thể là sẽ phải đưa bệnh nhân vào về cái CCTV thì nó chính là ở hai mắt.
nutshell pattern, that's kind of what we're looking at. Thì đây là cái hình chụp phim của mạch bệnh nhân đó. Thì đây chính là bệnh nhân mà ở cái nhà số 2 ở trong cái trước mà tôi trình bày. Similar picture in the left eye. Và chúng ta thấy là nó tương tự với cái mắt bên trái. So on the OCT we see maybe mild edema, there's an ERM. Vậy đây mình sẽ thấy có cái phù nhẹ và có cái màng trước võng mạc. And less edema on the left eye. Ở mắt bên trái thì phù ít hơn. This is the ICT and you can see some outer retinal hypo reflective or hyperfluorescent lesions kind of throughout here. Here you can see some in the posterior fold. Đây là cái hình chụp ICT thì chúng ta sẽ thấy là có những cái vùng mà giãn tam quan và trung viên của một hàng và nó rải rác ở ngay cái vùng ngực sau. Similar findings in left eye. Và cái hình ảnh tương tự như vậy ở mắt trái. And on the FA, there's some shadowing from the vitreous cell. You can see just diffuse leakage in those lesions on the ICG for hyperfluorescence on the angiogram. Thì ở trên đây là hình chụp FA thì chúng ta thấy có những ống shadow bởi vì do cái cell ở trong cái dịch tính. Và đây chúng ta thấy có những ổ tam quan thì nó đối lập lại với lại cái viên chụp và ICG hồi nãy thì nó là những cái vùng mà giãn quan. So the initial impression was that this was a patient with posterior uveitis in both eyes. It was an indolent idiopathic posterior uveitis. We planned a lab workup given the posterior disease. Because of the clinical appearance that was suspicious for Birdshot, we decided to check A29, HLA 29. Also because I was thinking about Birdshot, we decided to get an ERG and a visual field because those were typical things that we measure following Birdshot. And interestingly, we get a family history of problems with night vision. And the other thing that helped me decide that this was indolent or chronic was that the findings have been noted by an optometrist 1 or 2 years ago, but he was never referred. The last sentence there in the blue is that I doubt a masquerade syndrome occurred with the current presentation. The reason for that is that he has inflammatory cells and he has consequences from the inflammation. And he's relatively young, so those things point against the neoplastic cause of the disease. Thì khi chúng tôi bệnh nhân này á, thì tôi nghĩ đến là cái niêm mạc bồi đào sau ở cả hai mắt và cái đây là một cái bệnh mạng tính nguyên phát và nó có thể là tại vì cái này dai dẳng từ trước rồi. Thì đây á, là và cái sang thương thì nhìn giống như là bóng sót và nghi ngờ như vậy cho nên là mình đã làm cái bi lăng xét nghiệm máu để mà loại trừ những cái nguyên nhân đó và để loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng nữa. Và vì mình nghĩ tới bớt sót nhiều cho nên là làm HLA chính kết hợp với tại thị trường và ERG. Ở cái người bệnh nhân này thì là không có nghĩ đến cái bệnh lý ác tính, tức là không có nghĩ đến cái hội chứng giả trang. Bởi vì đây là một bệnh nhân trẻ có tiền căn tiếp xúc với bệnh lý nhiễm trùng cho nên là mình không nghĩ do cái nguyên nhân ác tính. Treatment plan was to start him on oral prednisone, and the other note I made was that he's likely to need immunomodulatory therapy if he's A29 positive and ends up on Birdshot. Và đây khi khởi động điều trị thì mình sẽ khởi động với prednisone 50mg và trong trường hợp nếu mà HLA chính dương tính có nghĩa là mình chẩn xác định được là sốt rồi thì là sẽ khởi phát điều trị bằng cái điều hòa miễn dịch. So we sent him to get an ERG. In the ERG, he did show general photoreceptor and interretinal dysfunction. Trong cái bệnh nhân này thì mình cho đi làm cái ERG thì ở đây thì mình sẽ thấy được là có cái rối loạn chức năng của cái tế bào cảm phụ quang và ở cái lớp võng mạc trong ở cái hai mắt. Yeah, then we did the lab testing. The A29 was positive, so that we had a diagnosis. Và bệnh nhân này cái kết quả là A29 là dương tính cho nên nó confirm cái chẩn đoán của bớt sót của mình. And so we started him on a single agent and a double agent to begin. Và
thì bước tiếp theo chúng ta sẽ khởi động điều trị bằng điều hòa miễn dịch, đó là dùng đơn tiền liệt với lại thuốc chế chuyển hóa. Before we can go on to the next question, the thing with something like VRCHA, which is a chronic mild inflammation, is that it's a diagnosis that requires immunomodulatory therapy, but it's also a setting in which you should think about immunomodulatory therapy. So say you see a patient for 5 years, and every time you see them, there's still a little bit of inflammation, or it's posterior inflammation. You may find it's useful to step back and look at the pictures that you got, or the angiogram you got 5 years ago, and look at the pictures now, and you may find that there's a huge difference. And that's what we realized with VRCHA, was that the vessels slowly get more and more attenuated, the visual field gets narrower and narrower, the ERG gets less and less, you get less and less of a response. But if you're looking from just the last visit to the current visit, you're not going to catch that, because it's such a subtle change each time. And so you always, with chronic patients, want to step back every so often just to make sure that you're not missing worsening disease that's moving very slowly, compared to rapidly moving disease, which is always pretty easy to catch. Ví dụ như là 5 miligam đi, mình sẽ dùng 2 đến 5 miligam,
start folic acid at the same time to reduce risk of anemia. The typical set of labs that you would check in any patient you're about to start on immunosuppression would be the hepatitis screen, TB screening prior to initiating therapy. And then with the initiation of therapy, you want to get a baseline comprehensive metabolic panel. So you're getting liver function, you're getting kidney function, electrolytes. You want your analysis, make sure the urine is clean. You want a CBC to make sure that they don't have underlying before you can start. And typically, you're going to check it again about 6 weeks after you start therapy, and then again about 6 weeks after that. And then we usually would do it every 3 months. Và khi mà dùng cái trước khi mà dùng cái thuốc mà điều hòa miễn dịch thì chúng ta cần làm cái test để mà loại trừ ra ví dụ như là lao hay là viêm gan gì đó vân vân. Sau khi khi mà mình dùng thuốc thì mình sẽ theo dõi, chứ còn phải là dùng thì mình sẽ kiểm tra cái xét nghiệm sau 6 tháng, sau 6 tuần rồi sau đó 6 tuần nữa, rồi còn sau đó thì cứ mỗi 3 tháng mình sẽ kiểm tra test một lần. Test kiểm tra thì còn những cái gì đó mình sẽ đánh giá về cái chức năng chuyển hóa, ví dụ như là chức năng gan, chức năng thận vân vân, đánh giá mức huyết máu, rồi điện giải, rồi nước tiểu vân vân. Một cái điều quan trọng đó là khi dùng cái methotrexate mình phải đọc dùng cái dùng luôn cái antibiotic ngay cùng lúc để mà tránh cái biến chứng thiếu máu. Between the two agents, which one is the priority in sugar? Methotrexate is more typically the initial agent, at least in the U.S. now. We, at the NEI, we tend to use a lot of cyclosporin, mostly because the Bob Nussbaum, the person who's the head of the department, did the initial studies in cyclosporin and uveitis. But in general, in the global community, methotrexate is more typical initial agent. Thì giữa cái the kid and the parents have to be prepared for the fact that
their child is going to be on immunomodulatory therapy probably until they're an adult. And it may, there will be periods where it waxes and wanes, but this is a diagnosis that they have and will have and will need to deal with throughout their lives. Initially it was 35 milligrams that he was flaring on, and now it's become 45 milligrams that he's flaring on. Other people, I can taper by 1 milligram every month, and sometimes they'll go from 8 milligrams to 7 milligrams, and they'll flare, and you have to go back to 7.5, and that's the magic number. So it's really, it has to be individualized for each person. Does that make sense? Start the dose again, or we just I mean, with the nerve, the main thing to look for is whether it's having consequences. Right? So if you're seeing a change in the visual field, if you're seeing, if on an FA there's a lot of leakage, or if you're seeing change in the thinning of the nerve fibrillary long term, those are things that suggest that the hyperemia might be actually reflective of active disease. An FA is often helpful because if you're not seeing leakage, if it's still hyperemia but there's no leakage, then you're not that worried about. Câu hỏi nhiều hơn là nếu như mà cái tình trạng phù gai mình thấy vẫn còn đó, thì là mình sẽ làm cái gì? Thì đối với lại gai thì mình sẽ theo dõi và là cái tổn thương của gai thì nên là mình sẽ kiểm tra cái thị trường coi là cái thị trường nó có bị hẹp hơn hay không, kiểm tra trong FA coi là có rồi gì hay không, rồi đánh giá OCT coi là cái RFL nó có bị bóng hay không, thì nếu dùng thấy có những cái dấu hiệu đó có thể là cái mình lên cái dấu hiệu. Kids or yes. So the
IV methylprednisolone or intravitreal or something else? So I usually would use Kenalog, and we typically I'll do a subcutaneous 40 milligram subcutaneous injection, and I'll wait about 6 weeks to see if there's any response. If I don't see a response, then I'll consider intravitreal therapy. And usually I would use Ozurdex instead of prednisolone, because it tends to have a smaller rate of steroid response. Yeah, keep in mind, the dexamethasone, the only setting in which I use dexamethasone is Ozurdex, so I'll do an intravitreal dexamethasone. But I don't do dexamethasone subcutaneously or subcutaneous, because the half-life is very low in typical dexamethasone preparation. So the half-life of dexamethasone is only about 2 to 3 days at most, so you're not going to get an adequate response in a UVI patient. So it's fine post-op, you know, if you want to get a little bit of reduced inflammation after cataracts or reduced inflammation, but not in a UVI patient. Đối với lại tiêm đại xa thì tôi sẽ không có tiêm đại xa dưới kết mạc hay là dưới tay non, là bởi vì nó thời gian bán mũi nó rất là ngắn, chỉ khoảng 2 đến 3 ngày thôi, thì không có áp dụng được cho bệnh nhân tiêm mạc mù nào. Nếu mà tiêm đại xa thì tôi sẽ tiêm đại xa nội nhãn bằng Ozurdex. Chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, vậy thì được cho cái đoạn thời gian đó.